trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh được thông báo Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Tập chỉ Liên Tâm triển khai dự án khoa học đề tài Ứng dụng phương pháp bấm huyệt Tập chỉ Liên Tâm kết hợp với trường đá nóng lạnh để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu danh sách hội đồng khoa học bao gồm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Bảo, nguyên viện trưởng viện vaccine sinh phẩm Bộ Y tế; giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm, nguyên trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; giáo sư tiến sĩ Vũ Hoan, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội; giáo sư tiến sĩ Ngô Quang Lực, nguyên trưởng khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ Ngô Tiến Quý, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, hiện là viện trưởng Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người; phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vĩnh Ngọc, phó chủ tịch Hội Thấp khớp học Hà Nội, phó trưởng bộ môn nội tổng hợp khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai; tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, vụ y học cổ truyền dân tộc Bộ Y tế; thượng tá bác sĩ Trịnh Thị Huệ, nguyên trưởng phòng y vụ Bệnh viện Bộ Công an; tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Vân, trưởng khoa tế bào Bệnh viện Gia Liễu Trung ương; và chủ nhiệm đề tài khoa học bác sĩ Dư Quang Châu, viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm.